Đấy, và ở trong trận đấu này Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay chồng của Lapua, chồng, chồng của Hiểu Đang anh em nha. Thì anh em nhìn cái ngoại hình của cái trang phục này với cái trang phục Hiểu Đang mặc định là anh em thấy rõ ràng gọi là có nét phu thê mà anh em. Vãi cả nồi luôn anh em ạ. Đúng như cái tên gọi của anh ta anh em ạ. Đó, và ở đây đường dưới Mỡ thấy có đó là Hayabusa. Hayabusa để bóng và Mỡ tốc biến. Đó, anh em thấy không ạ? Ui dồi ôi, một tình huống ulti tốc biến, skin tăng sức mạnh đi anh em ạ. Châu ở phía này, anh ta mới có level 9 thôi, chụp cuối dạng lại kiếm của Mỡ sắp hồi, tốc biến của Mỡ sắp hồi rồi. Liệu có đánh ở trong cái tình huống này không? Châu anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta hất tung vào không khí. À, anh ta đứng giả vờ biểu hiện biểu diễn à? Nhẽ đen à? Chém dạng đại kiếm này, một chém và ui dồi, skin tăng sức mạnh anh em ạ. This land is our homeland and it will soon be our burial ground. Yo, what's up? Xin chào anh em quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Topper. Mùa giải thứ 27 có lẽ là đã sắp trôi qua rồi, chỉ còn dắp 30 ngày nữa thôi anh em ạ. Và mùa giải thứ 28 sắp đến và như anh em đang nhìn thấy ở trên màn hình, đây chính là trang phục khởi đầu cho cái việc nhận được uy tín của mùa giải thứ 28. Khi mà anh em chỉ cần đánh 20 trận thôi là anh em sẽ nhận được Lapu Lapu chiến binh thảo nguyên như anh em đang nhìn thấy ở trong video clip này. Mỡ đang sử dụng Lapu Lapu chiến binh thảo nguyên với cái đôi song kiếm có thể nói là cực kỳ băng giá. Nhìn chồng có vẻ như là chồng của Hilda anh em ạ, nhìn giống ấy rồi. Và ở trong trận đấu này Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái gameplay về Lapu Lapu với bảng học mới. Như anh em đang nhìn thấy, đây là bảng học xạ thủ nhưng Mỡ đã có điều chỉnh đến từ những cái chỉ số của cái bảng xạ thủ cũng như là cái bảng xạ thủ anh em ạ. Đấy, và ở trong trận đấu này Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay chồng của Lapu, chồng cái mắt chồng của Hiểu Đang anh em nha. Thì anh em nhìn cái ngoại hình của cái trang phục này với cái trang phục Hiểu Đang mặc định là anh em thấy rõ ràng gọi là có nét phu thê mà anh em. Vãi cả nồi luôn anh em ạ. Đó, và ở đây Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay của Lapu Lapu, một trong những cái vị tướng đấu sĩ có thể nói là mạnh nhất nhì của mùa giải thứ 25-26. Khi mà bộ kỹ năng của Lapu Lapu đã trở nên cực kỳ kinh khủng với cái nguồn sát thương rất là lớn. Khi mà cái vị tướng này có được cho mình đó là cái level 4 chuyển hóa từ hai cái song kiếm thành dạng đại kiếm anh em ạ. Và ở trong trận đấu này khi mà Mỡ sử dụng Lapu Lapu với cái bảng học mới thì cái nguồn sát thương của Lapu Lapu nó còn kinh khủng và nó còn vống lên cực kỳ luôn. Trận đấu này thường là Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Lapu cầm chảm sát anh em ạ, nhưng bây giờ Mỡ đã buộc không thể sử dụng chảm sát nữa mà Mỡ đã phải đổi sang đó là cái tốc biến, bởi vì anh em ạ, con Lapu nó cầm tốc biến nó ảo diệu, nó ảo ma lắm. Và khả năng áp sát của nó lên các thành viên bên phía của team bạn nó là rất tuyệt vời, cho nên buộc Mỡ phải dùng đó là cái tốc biến. Và ở giữa game Mỡ sẽ mang đến cho anh em những cái tình huống mà Mỡ gọi là lăn xả bay vào đội hình của team bạn với những cái tình huống gọi là dùng chiêu cuối kết hợp với tốc biến, để anh em xem những cái tình huống ảo ma Canada Lazada Nobita Suka đến từ cái con Lapu Lapu này nhá. Thì ở trong cái trang phục uy tín của mùa giải thứ 28, tức là cái mùa sắp tới, à lưu ý rằng là cái trang phục này nó mới chỉ có trong mấy chủ thử nghiệm thôi chứ mấy chủ chính thức thì nó chưa có anh em nhá. Thì Lapu Lapu có được cho mình đó là một cái đôi song đao giống như kiểu gọi là lưỡi kiếm là làm bằng băng vậy. Đó, ngoại hình của Lapu Lapu thì trong cái trang phục này Lapu Lapu anh ta có được một cái mũ đầu sừng bò giống như kiểu mọc sừng vậy, và một cái bộ giáp thổ dân có thể nói là mặc để mà giữ ấm ở trên cái vùng cao nguyên, đúng như cái tên gọi của anh ta anh em ạ. Đó, và ở đây đường dưới Mỡ thấy có đó là Hayabusa. Hayabusa để bóng và Mỡ tốc biến. Đó, anh em thấy không ạ? Ui dồi ôi, một tình huống ulti tốc biến, skin tăng sức mạnh đi anh em ạ. Mặc skin mới và là Mỡ tự tin ngay. Và ở đây là có đó là cái vị tướng Fedrin né đi cái chiêu cuối thiên tinh kiếm của anh ta và sau đó chạy bộ về thôi. Bị thiêu đốt, bị dồn sát thương không thành công đến từ Fedrin bên phía của team bạn. Giả những cái tình huống đó thì nên Fedrin lướt lên và chọc chiêu một ý là Mỡ đã lên bảng điểm số rồi. Nhưng không, anh ta lướt lên, anh ta còn có một cái tình huống gọi là đánh thường hất tung cơ, cho nên không chính xác. Đường dưới, chỗ anh ta đang có một cái pha đẩy lẻ và anh ta đang muốn chặn lính Mỡ có mặt ở đây, dùng chiêu một sau đó kích hoạt chiêu cuối dạng đại kiếm bổ lấy cả hai thành viên. Kết liễu đi được đó là chưa, và sau đó là bị tướng Hayabusa. Và anh em nhìn thấy cái chiêu cuối dạng đại kiếm của Lapu Lapu nhập vào,
nó lại thành một cái trang bị, một cái vũ khí khác anh em ạ. Nhìn có thể nó là rất gầu, anh em nhìn nhá, cái lưỡi kiếm ở cái song đao đến từ Lapu Lapu nó hơi cong vào, nó hơi to bè đúng không, anh em hiểu không? Mà khi nhập vào cái chiêu cuối dạng đại kiếm thì cái chiêu cuối của cái kiếm của Lapu Lapu ở dạng đại kiếm nó lại rất là thon gọn và nó rất là to bè, nó rất là dài, nó cực kỳ là hợp lý luôn. Rồi, team bạn đang ăn đi trong đó là cái con rùa trong cái tình huống này. Nhưng nói thật với anh em là mỡ bây giờ cái lượng máu này nhảy ra mà đánh nhau với cả cái thằng Fedrin là cũng tiền đình mất. Nhưng mỡ có thể bớ được vào vị trí của đó là Aurora, anh em nhìn này. Aurora này đầy máu nhá. Một bộ, hai bộ, ba bộ không nói nhiều. Đầy máu Aurora, chỉ cần một chiêu cuối lên bảng điểm số luôn. Và team bạn đang truy kích vào vị trí của top mỡ với Fedrin, với Hayabusa. Nhưng Hayabusa thì không dám đuổi nữa bởi vì anh ta hết mất skill, anh ta đẩy bóng trượt mất rồi. Và Aurora thì bắt đầu kêu lên trong kêu rên trong tuyệt vọng, Lacas Lacas, tức là ôi một cái tình huống gọi là châu tốc biến ulti. Tốc biến hất tung, nhưng mỡ đã lanh chỉ một thấy châu là mỡ lướt về ngay. Không nói nhiều anh em ạ. Có vẻ như là thanh niên Aurora kia đang hơi a cay mỡ bởi một tình huống là mỡ lao vào rồi sát thương. Và đây mỡ đang định về thì mỡ lại lao vào, bắt đầu chém ba cái, lại rồi sát thương vào Aurora. Thật tình cờ và bất ngờ mỡ lại có được mạng đến từ người chơi pháp sư bên phía của tình bạn, né đi chiêu cuối của Layla. Vâng, và mang về đó là cái mạng thứ 5 dành cho cái con Lapu Lapu ở trong trận đấu này. Anh em thấy cái trang phục uy tín của mùa giải này nó đẹp không? Thì cá nhân mỡ là nó hơi mang tính chất dân dã. Và thật sự cái trang phục này là mỡ chỉ có ấn tượng đến từ hai cái thanh song đao cũng như là cái thanh đại kiếm của Lapu Lapu mà thôi. Đấy, nhưng mà bỏ qua những cái yếu tố liên quan đến tiểu tiết đi, thì đây vẫn là một cái trang phục free của mùa giải thứ 28. Cho nên là ok, free thì cũng chấp nhận được, đúng không anh em? Rồi, bật chiêu cuối lên trong tình huống này hóa thành dạng đại kiếm, nhưng có một cái pha châu mãnh long quá giang, nhưng mỡ làm choáng đi được châu. Sau đó áp sát được vào vị trí của đó là Aurora một lần nữa trong cái trận đấu này. Aurora sẽ phải lên bảng điểm số mạng thứ 7 để cho top mỡ. Và Fedrin, anh ta mặc dù thua mỡ tận 2 level nhưng anh ta khá cứng với cái chất tướng này, nên anh ta đã đào thoát được thành công. Đường trên thì Layla tranh thủ team mỡ đang giao tranh ở đường giữa và đường dưới. Cô ta đã lanh trí đẩy đi được cho mình đó là cái trụ đường trên rồi. Hay Aurora có vẻ như là đang hơi cay. Anh ta có đang chửi mỡ à? Hayoka Lapu Lapu Mayaka Kayoka ấy, chắc là đang kiểu hơi a cay mỡ với những cái tình huống liên tục lao vào cô ta anh em ạ. Đấy, cho nên là đang rất là a cay. Vâng, có lẽ là để mà hạ gục đi được mỡ thì chắc là Aurora mới có thể giải quyết được cái sự a cay ở trong cái trận đấu này. Nhưng vấn đề ở đây hạ gục đi được mỡ thì hơi khó nha. Sau game đấu đang diễn ra đầy hấp dẫn mà cái vị tướng Novaria lại đi AFK là như thế nào ta? À đâu, vào game rồi anh em ạ. Mỡ sẽ lăm le để mà dịch ra đường giữa đón cái đợt lính này. Và đang phát hiện đó là cái vị tướng Aurora kia. Dồn Aurora anh em nha. Aurora làm gì đây? Vâng, Aurora có một tình huống kích tốc hành, mỡ tốc biến đuổi theo. Nhưng tốc hành của Aurora chạy nhanh quá anh em ạ, cho nên mỡ không với được đến. Và ở phía bên này thì có Layla. Vâng, Layla rất tự tin trong cái khả năng đẩy trụ của mình. Và mỡ không truy kích được vào vị trí của Aurora, mỡ hết đi cho mình đó là cái tốc biến nên mỡ sẽ lùi về. Và Aurora cô ta liên tục chat ôn để mà mang tính chất cà khịa anh em ạ. Chắc là đang cay lắm rồi đây. Cay con Lapu Lapu này lắm rồi đây. Và mỡ sẽ ra trong cái tình huống này, lao vào bổ thiên tinh kiếm, đậu bổ cái chiêu cuối dạng đại kiếm. Nhưng hay quá, may quá, cứ tưởng không hạ gục đi được ai. Và Layla cũng phải lên bảng điểm số. Thật ra mỡ nhìn con Fedrin nó ngon hơn, bởi vì Fedrin nó đang có cái KD 511, thì hạ gục nó thì có thể mang đến một cái nguồn tiền nhiều hơn anh em ạ. Nhưng về cơ bản là không đuổi được bởi Fedrin chạy khá nhanh. Nhưng tuy nhiên lấy mạng Layla thì lại là ok la. Trong khi đó thì ở đường dưới thì Hayabusa solo kill thành công được đó là vị tướng Mia, và mang về một cái lượng mà gục có thể nói là tương đối cân bằng giữa cả hai đội trong cái trận đấu này. Một bên thì 14, bên còn lại cũng 14 luôn. Bản thân mỡ đóng góp một phần nửa số mạng gục của cả team ở trong cái game đấu này luôn. Aurora thấy mỡ ngay lập tức lùi về, bởi vì cô ta biết rằng là nếu như nhích lên quá cao thì chắc chắn sẽ làm cái tình huống nó chỉ mỡ núp này anh em này. Cày thật đấy anh em ạ. Chơi game nó chỉ mỡ núp luôn. Mỡ chỉ có hạ gục đi được nó hình như là ba mạng thì phải. Nhưng ngay lập tức là nó chửi mỡ núp. Rồi ok, thôi không sao, tí nữa tôi sẽ tìm cách tôi lao vào nó anh em ạ. Còn ở đây thì có Lapu Lapu, thấy mỡ ngay lập tức để bóng lùi về. Mỡ đã lên đến level 12 rồi, lệch Lapu đến tận 3 level rồi. Đứng ở trong bụi nhá. Chửi mỡ núp này. Lên bảng điểm số ngay. Chơi game không chơi bằng tay bằng não mà lại chơi bằng mồm mà. Cay anh em ạ, cay lắm. Đến từ vị trí của Aurora, mỡ lao vào dùng sát thương cái nhẹ, cầu đi rất nhiều máu đến từ vị trí của Layla, nhưng Layla không lên bảng điểm số. Châu ở phía này, anh ta mới có level 9 thôi, chủ cuối dạng đại kiếm của mỡ sắp hồi, tốc biến của mỡ sắp hồi rồi. Liệu có đánh ở trong cái tình huống này không? Châu anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta hất tung vào không khí, anh ta đứng giả vờ biểu hiện biểu diễn à? Nhé đen à? Chém dạng đại kiếm này, một chém và
Úi xôi, sơ kỳ tăng sức mạnh anh em ạ. Một tình huống làm cho hàng tốc biến. Đó, anh em thấy không? Cái tốc biến dành cho cái con Lapu-Lapu này nó ảo ma Lazada Nobita Suka lắm. Đấy, thật ra là mỡ rất ít chơi Lapu-Lapu anh em ạ. Nhưng có sơ kỳ tăng sức mạnh ngay. Và đó là mạ gục đến từ vị trí của đó là tổ mỡ. Mỡ phát hiện có cái con bò đi lạc ở trong bụi là Aurora. Aurora ngay lập tức kích tốc anh để lùi về. Thôi thì bạn cứ thế bạn lùi thôi. Nhưng mà cái trụ này thì làm gì có chân. Trụ này thuộc về tổ mỡ. Phút thứ 10, mỡ có được 9 mạ gục và team mỡ vẫn đang ngang bằng với team bạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì đã bắt đầu có được cái sự chênh lệch khi mà team mỡ 17 mạ, team bạn 15 mạ. Và Fredrin anh ta đang muốn tìm kiếm ở vị trí của Novaria, cái vị tướng pháp sư có khả năng cấu rỉa mới được cho ra mắt. Mỡ sẽ đứng ở trong bụi, bỏ qua con Fredrin anh em nhá. Chúng ta sẽ tìm cách. À đây 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 đây, đây rồi. Một chém, ui rồi, một chém không nói nhiều. Lây là như con creep luôn anh em ạ. Một chém bay màu. Và đó là cái mạng thứ 10 rồi. Trận đấu này team bạn bắt đầu bị ép ở cả ba đường. Họ không thể nào mà có được cho mình một cái tình huống giao tranh có thể nói là vượt trội hơn. Khi mà team mỡ thì những cái chất tướng giao tranh đơn lẻ thì nó lại đang khỏe hơn so với team bạn. Và team bạn sẽ cần những cái tình huống đi đông người thì mới chơi được anh em nhá. Mỡ đang ăn đi cho mình đó là cái con bùa đỏ ở đây. Fadream có mặt, anh ta sẽ giữ được cái con bùa đỏ này. Mỡ lao vào với cái chiêu cuối. Nhưng đó chỉ là một cái tình huống dọa dù mà thôi. Bởi vì là rõ ràng mỡ không thể nào áp sát để mà kết liễu đi được đó là cái vị tướng Fadream được rồi. Tưởng là Lapu Lapu có trong bụi nhưng câu trả lời ở đây là anh ta ở cái bụi dưới cơ. Anh ta lao và đẩy bóng để mà dùng sát thương lên đó là Mia. Nhưng vấn đề ở đây là Mia đã tàng hình và Lapu Lapu sẽ phải đâu đó là Hayabusa sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Mỡ gần full item rồi. Mỡ đang hướng lên cho mình đó là cái món trang bị cuối cùng. Trang bị của anh em có thể cầm cái giáp tàn bạo hoặc là cái giáp hoàng kim hoặc là cái khiên thần để mà counter đi con Aurora cũng ok là anh em nhá. Ở tình huống làm choáng này, một chém, hai chém, ui xổ ôi, chỉ cần hai chém thôi là lây là sức mặt lợn rồi. Trong khi đó thì Aurora không chơi nhưng vẫn cứ võ mồm rất là nhiệt tình luôn. Mỡ phát hiện Aurora đang ở đường trên với cà phê Trin. Vâng, làm combo kết liễu đi được Mia cũng kinh đấy anh em ạ. Nhưng vấn đề ở đây là mỡ vừa mới thấy Aurora nó kích tốc hành được đúng không? Nó vẫn đang chửi anh em kìa, nó vẫn đang bu bu anh em kìa. Vâng, một nỗ lực chơi game thì không chơi nhưng mà chỉ được cái gáy là giỏi, đã giúp cho Aurora thoát hiểm được và cũng kết liễu đi được đó là Mia. Trận đấu này nó vẫn đang diễn ra với một cái cục diện nó khá là cân bằng. Aurora thì vẫn đang gáy bẩn anh em ạ. Để mỡ tìm cách mỡ bớ được cái con Aurora này thì mỡ hành nó gọi là như con luôn. Để xem nào, Aurora đâu rồi? Để tôi xem con Aurora nó ở đâu nhá. Và tôi vẫn chưa thấy Aurora ở đâu. Nhưng tôi xuống đường dưới lao vào bổ cái dạng đại kiếm đi từ vị trí của đó là Hayabusa. Tốc biến nhưng Hayabusa chạy sang phía bên này, anh ta bí kỹ anh chào lên đó là Gilgen. Nhưng anh ta hết bí kỹ xong thì anh ta đi bụi luôn. Một bổ 1600 đam, Hayabusa lên bảng điểm số. Và đây tiếp tục là truy kích vào Fadrin. Fadrin ít máu, anh ta đang muốn lùi về. Mỡ có cái bạc thạch cho nên anh ta không hồi máu lại được. Anh ta buộc phải lùi về. Thế thì mỡ lao vào bổ em Layla này. Wow, bổ em Layla tàn nát em Layla luôn. Chờ tốc biến kết liễu đi được đó là cái vị tướng Gilgen. Châu đang muốn đào thoát và mỡ sẽ truy kích ở trong cái tình huống này. Nhưng Châu chạy là rất nhanh. Chiều cuối Novaria có một cái tình huống bắn cực kỳ chuẩn xác và tiện Châu lên bảng điểm số. Ở thời điểm hiện tại thì cái bộ kỹ năng của cái con Lapu Lapu này hồi chiều cuối là rất nhanh anh em ạ. Và để mỡ xem. Ồ, mỡ vừa thấy cái gì đấy anh em ạ. Ở cái bụi trên bùa đỏ kìa, hình như là cái con đàn bà Aurora. Thế thì để mỡ liều YOLO chơi. À, thế nào nó cũng chửi mỡ là hack map cho xem anh em ạ. Dầm ba cái con nhóc con đấy. Ôi, chửi thật anh em ạ. Map hack Hayuka. Cay quá. Không biết làm gì được anh em ạ. Chơi thì cũng tạm tạ đây, nhưng mà bị hấp diêm nhiều quá nên cay rồi. Nhưng mà mỡ thích anh em ạ. Mỡ thích. Và đó là cái mạng thứ 13 dành cho tô mỡ. Vâng, một cái trận đấu mà cá nhân mỡ cho rằng nó đã quá mạnh mẽ. Và ôi ôi, tìm bạn đầu hàng luôn. Vâng, thôi dù gì đi chăng nữa thì đó cũng làm cái video clip trọn vẹn với anh em xem về cái skin Lapu Lapu mới, skin uy tín cả vừa giải thứ 28 đúng không? Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like, một đăng ký kênh anh em nha. Peace.